Thì ngày hôm nay đó anh chị, em sẽ chia sẻ với cái kinh nghiệm của bản thân em trong 10 năm qua khi em sử dụng chiếc máy này. Tại sao em gọi nó là một chiếc máy thần kỳ? Bởi vì anh chị cũng biết đó là rất là nhiều chị em phụ nữ của mình, trong Zoom ngày hôm nay em nghĩ cũng có rất là nhiều chị đã trả rất là nhiều tiền để mà đi thẩm mỹ viện, đúng không ạ? Nâng cơ mặt hoặc là cắt mí mắt hoặc là nâng mí mắt hoặc là điều trị những cái vấn đề của da như là nám hay là thẹo vân vân, đúng không ạ? Nhưng mà sau khi các chị trả rất là nhiều tiền ở thẩm mỹ viện, một cái facial không anh chị, một cái facial ở Mỹ hoặc là ở Việt Nam, các anh chị đi làm một cái facial thì trung bình cũng không dưới 200 đô ở Mỹ hoặc là ở Việt Nam nếu mà anh chị thực sự đi làm một cái facial ở thẩm mỹ viện. Nhưng mà về về nhà đó thì sao ạ? Em thấy đẹp chỉ được một thời gian rất là ngắn và sau đó thì da của mình trở nên nhạy cảm, đúng không? Trở nên sensitive, trở nên đỏ rất là nhiều. Nhưng mà với cái chiếc máy này đó thì với riêng em á, thì nó đã chỉnh sửa cái gương mặt của em từ một cái gương mặt rất là bầu bĩnh và không có nét, không có mí mắt luôn ạ. Thì trở nên một gương mặt chuẩn hơn, có V-line hơn, cơ mắt nâng hơn. Thì em nói rằng đó là với cái chiếc máy này nó có thể làm cho anh chị đẹp từng đẹp trên từng đường nét một, đẹp trên từng góc cạnh một. Đó là quan điểm của em về chiếc máy này. Hôm nay em sẽ đi về hết những cái công dụng của cái máy này để các chị có thể thấy được cái sự thần kỳ của nó ha. Thì đầu tiên em sẽ đi từ gương mặt ạ. Em sẽ không nói về công nghệ tại vì chị khoa học gia và Timelit và Thùy Trinh đó đã nói về cái công nghệ của chiếc máy này rồi. Em chỉ chia sẻ với anh chị về cái công dụng và cái cách dùng của nó để cho anh chị có thể tận dụng hết những cái tính ưu việt của chiếc máy này để mang lại cho mình một gương mặt đẹp trên từng đường nét và đẹp trên từng góc cạnh nhé. Thì đầu tiên đó là em nói về cái mặt trước, thì em đang nói đây đó là cái máy facial spa của thế hệ mới nhất là năm 2020 ha. Facial Spa của năm 2020. Thì với chiếc máy này á, ở ở Mỹ hoặc là ở tất cả các nước khác mình cũng đều gọi là Facial Spa. Nhưng mà có một cái đời cũ đó anh chị, thì ở Mỹ gọi là Facial Spa và ở các nước khác gọi là Galvanic Spa ha. Nếu anh chị nào đang có chiếc máy Galvanic Spa thì cái cách dùng nó cũng tương tự như vậy thôi anh chị nhá. Thì với cái chiếc máy Facial Spa ở nước Mỹ thì mình sẽ dùng nó với lại cái sản phẩm gọi là conductive gel. Thì khi anh chị dùng conductive gel, trước khi anh chị muốn đưa một cái sản phẩm chuyên sâu vào để mà điều trị cho cái da của mình đó anh chị, thì tất nhiên anh chị phải đi cái bước đầu tiên đó là rửa sạch mặt, đúng không ạ? Khi mà nói rửa sạch mặt thì không ai có thể nói qua được, không có một cái sản phẩm nào có thể mang so sánh được với lại cái sản phẩm facial ở Lumi Spa của mình. Bởi vì cái sản phẩm Lumi Spa của mình anh chị đã được nghe khoa học gia Thùy Trinh phân tích rất là rõ, đó là chiếc máy Lumi Spa của mình nó không những rửa mặt mà nó còn có cái chức năng là điều trị ở trong đó nữa, phải không ạ? Đó cho nên trước khi anh chị sử dụng máy facial spa, anh chị cũng hãy nhớ là nếu anh chị muốn đạt được một cái kết quả chuẩn nhất, đạt được một cái kết quả cao nhất, em gọi là đẹp trên từng đường nét và đẹp trên từng góc cạnh đấy, thì anh chị không thể nào bỏ sót được chiếc máy Lumi Spa nha. Rồi, khi anh chị rửa mặt sạch sẽ rồi thì anh chị sẽ dùng cái conductive gel và anh chị sẽ trước tiên anh chị đừng có bấm máy on, anh chị để cái máy y như vậy, anh chị lấy một đường gel từ đầu này tới đầu kia và anh chị apply lên. Nếu mà các chị là những người mới chưa có quen lắm với cái cách sử dụng cái máy thì em khuyên các chị nên dùng một nửa mặt trước rồi sau đó hẳn dùng nửa mặt bên kia. Thì bỏ lên gel và mình apply lên trên mặt xong rồi đó thì mình tán cho cái gel nó đều ra và anh chị nhớ đưa những cái gel vào sát sát những cái vùng mí mắt, đừng có cho nó vào mắt, mình đưa sát sát thôi để mình có thể đi vào từng cái góc cạnh và từng cái đường nét một ở trên những cái vùng cần thiết của mình cần phải treatment. Sau đó thì anh chị sẽ bấm số 4 và khi sử dụng đó anh chị cũng đừng có quên là mình đừng có dùng nước xịt vào đây, cũng cũng không cần phải dùng một tờ giấy đâu anh chị. Tại vì khi anh chị dùng giấy nó sẽ cái giấy nó sẽ ngăn cách cái vấn đề tiếp xúc trực tiếp giữa cơ thể mình với lại cái miếng thiếc này. Cho nên anh chị cứ xịt nước NAPCA mist cho nó ướt thiệt là ướt vào trong cái miếng thiếc và anh chị cầm thẳng tay như vậy đó, thẳng một đường thẳng từ trên xuống dưới và anh chị cứ như vậy anh chị đi. Thì khi anh chị bấm số 4 đó là khoa học công nghệ của Nu Skin, các nhà khoa học gia họ đã thì nghiên cứu và thiết kế cái máy này sẽ là 5 phút và sau khi anh chị chạy hết 5 phút thì nó sẽ kêu bíp 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 là coi như anh chị xong. Thì em chỉ nói một tí chỗ này thôi, khi anh chị chạy cái máy này thì anh chị cần phải tập trung đó, cái vùng này của mình
gọi là cái vùng chảy xệ đúng không ạ? Ai cũng bị chảy xệ chỗ này hết. Cho nên anh chị sẽ tập trung ở dưới cái hàm này này để vét cho nó sạch cái hàm này cho nó tạo lên cái V-line. Rồi anh chị đi một đường ngay cầm ra tới cái chỗ mà mình đeo bông tai anh chị ha. Ra tới cái chỗ mình đeo bông tai và một đường từ cái khóe miệng đã tới chỗ mình đeo bông tai. Sau đó mình đi cái sóng mũi và mình úp cái máy lại ngay đây này, úp cái máy lại ngay cái chỗ smile line đó. Mình mới kéo ra và mình mới đưa nó ra, đưa ngang nó ra. Để cho nó nguyên cái vùng này nó sẽ gọn lại và nó sẽ tạo ra cái V-line cho mình. Ok. Rồi trên gương mắt, trên con mắt cũng vậy. Ở chỗ này mình sẽ có cái chân chim thì mình sẽ đẩy chỗ này lên. Mình đẩy lên. Và ngay cái mí của mình thì nó sập thì mình sẽ đẩy ngay cái mí mắt lên để cho cái mí của mình nó căng lên. Và khi anh chị đi ra hoặc đi vào vùng mắt đó anh chị nhớ là vùng mắt của mình là da rất là sensitive, rất là mỏng. Cho nên là anh chị đừng có cho cái da mắt nhúc nhích. Tức là mình chỉ lướt nhẹ trên cái mí mắt dưới để cho cái sản phẩm nó thẩm thấu vào cái vùng da đó để cho nó chống lão hóa, nó nâng cơ, nó làm mờ nếp nhanh giữa những cái vùng đó thôi. Chứ mình đừng có cản nó qua. Đặc biệt á, em thấy cái thói quen của các anh chị là những cái chỗ mình cần tập trung là những cái chỗ này. Thì anh chị không tập trung nhưng mà anh chị đi kiểu gì anh chị cũng cứ cả lên cái gò má. Kiểu gì các chị cũng cả lên cái gò má. Và khi cả lên cái gò má xong rồi thì ra cái mặt đỏ lét à, và nó rất là ráp đúng không ạ? Cho nên là anh chị đừng có cả lên cái gò má, đặc biệt em không bao giờ cả lên cái gò má, em tránh cái gò má ra nè, đi kiểu gì em cũng tránh cái gò má ra hết. Lên vùng mắt thì em sẽ ngốc cái máy vuông lên 90 độ và em cặp vào cái sóng mũi em đẩy lên thì nó sẽ vén cái sóng mũi này của mình gọn lên, nó làm cái sóng của mình cao lên giống như mình đi kê mũi vậy đó. Dạ ha. Rồi. À, sau khi mà anh chị sử dụng cái cần đất tiệp gel số 4 rồi đó thì anh chị sẽ lau sơ cái cần đất tiệp gel đi và anh chị sẽ bỏ lại thêm một lần nữa. Lần thứ hai thì anh chị sẽ lau sơ và anh chị sẽ bấm số 3. Thì khi anh chị bấm số 3 anh chị cũng đi tương tự như vậy. Anh chị sẽ tập trung vào những cái chỗ nào mình có cái sự chảy xệ, hoặc là mình có những cái nếp nhăn, hoặc là mình có những cái vấn đề. Ví dụ như anh chị có vấn đề nám ở trên gò má thì anh chị đừng có cà qua gò má. Sau khi anh chị đi hết gương mặt rồi thì anh chị sẽ đặt cái máy nhẹ nhàng lên những cái chỗ mà mình bị nám thôi anh chị. Mình đưa rất là nhẹ nhàng, mình đưa từ trong đi ra rất là nhẹ nhàng ha. Rồi sau khi mà các chị dùng gel số 3 và số 4 xong rồi đó thì nó sẽ làm sạch, sạch rất là sâu từ ở dưới những cái lỗ chân lông, nó làm sạch những cái chất kiềm, những cái chất mà hồi xưa tới giờ mình sử dụng những cái sản phẩm khác hoặc những cái bụi bặm mà hồi xưa tới giờ mình rửa mặt không có được sạch sâu ở trong đó. Thì bây giờ mình sẽ giúp cái này nó sẽ làm sạch ra. Thì trong cái quá trình làm sạch ra có nhiều anh chị đó nó sẽ đẩy bằng cách là nó detox cái chất dơ ở trong da của mình. Có những người nó sẽ nổi mụn, đó là chuyện rất là bình thường nha. Cho nên là anh chị nào mà sử dụng cái máy facial spa xong mà bị nổi mụn hoặc là những cái mụn cám lăn tăn hoặc là sồn sồn ở dưới da, đó là một cái hiện tượng tốt anh chị ha. Mình đừng có lo, mình cứ tiếp tục làm thì da của mình sẽ sạch đi. Rồi đó là cái máy của bên Mỹ. Thì sau khi anh chị sử dụng cái máy cần đất facial spa của bên Mỹ rồi đó, sau khi anh chị sử dụng cái máy này xong thì ở bên Mỹ có hai cái sản phẩm anh chị nên, nếu mà anh chị muốn tăng cái hiệu quả của nó lên đến cái đỉnh cao nhất của nó đó anh chị, thì sau khi mình làm sạch da rồi thì mình cần phải đưa những cái dưỡng chất vào trong đó. Thì đó là cái mặt nạ gọi là Power Mask, Eclot Power Mask. Thì Eclot Power Mask nó có 3 lớp, anh chị tháo hai cái lớp ngoài cùng ra, anh chị lấy cái lớp giữa anh chị đắp lên. Sau khi đắp lên rồi thì anh chị cũng dùng cái máy facial spa, anh chị bấm số 4 và anh chị cứ lướt đều ở trên cái mặt, trên cái bề mặt ngoài của cái mask. Thì cái lúc này đó nó sẽ giúp anh chị đẩy những cái nutrition, những cái dinh dưỡng, những cái dưỡng chất, những cái nước, những cái độ ẩm ở trong cái mặt nạ này vào trong da của mình. Thì lúc đó da anh chị sẽ mơn mởn giống như một cái cây á, mà chị Tuyệt Trinh hay nói là nó được bón phân và nó được tưới nước đủ và nó có đầy đủ ánh sáng mặt trời thì một cái cây nó tươi tốt, nó mơn mởn, thì cái da mặt của mình nó cũng mơn mởn như vậy. Và anh chị nhìn vào anh chị sẽ thấy mình là một người, cái da của mình nó có một cái sức sống giống như cái thời mình 18-20 vậy đó. Nó trẻ, nó khỏe nhá. Cho nên đây là cái mặt nạ mà anh chị nên đi theo. Thứ hai nữa là anh chị có thể sử dụng cái mặt nạ gọi là Eclot Rejuvenating Mask. Thì trong cái mặt nạ Eclot Rejuvenating Mask nó cũng có những cái công nghệ Eclot, nó cũng có những cái thành phần collagen, elastin đồ này nọ trong đó, nó sẽ làm cho da của anh chị trẻ lại nhá. Tóm lại em không có đi sâu về những cái thành phần ở trong này, em chỉ hướng dẫn anh chị cái cách dùng làm sao để mà các anh chị có thể đưa cái hiệu quả của cái máy này lên cao nhất thôi nha.
Đối với cái mặt nạ Rejuvenating Mask thì anh chị chỉ cần đắp nó lên khoảng chừng 2 phút là anh chị có thể rửa xuống lại. Còn đối với lại cái mặt nạ chỉ có một mình cái mặt nạ Eclat Power Mask là anh chị sẽ đi chung với cái máy thôi. Còn tất cả những cái mặt nạ giấy khác anh chị không thể dùng với cái máy này nhé. Chỉ một mình cái Power Mask thôi. Và sau khi anh chị chạy cái máy với Power Mask thì anh chị sẽ để nó ở trên cái mặt của mình từ 15 hoặc 20 phút. Sau thì anh chị có thể tháo ra và anh chị vỗ cho cái dưỡng chất đó nó thấm sâu vào trong da của mình. Rồi anh chị sẽ bỏ những cái treatment khác đi vào. Rồi về cái gương mặt rồi đó thì trên cái gương mặt của mình cái vấn đề nó thường hay nằm là cái phần vi lai và cái phần mắt đúng không ạ? Cái phần mắt nó có những cái sự chảy xệ rồi nó có nhiều nếp nhăn lăn tăn ở trên đó rồi cái vùng trán. Thì Nu Skin đã sáng tạo ra sáng chế ra một cái đầu này mình dùng cho những cái vùng mắt sát ở trong này. Và đồng thời nó sẽ đi kèm với một cái sản phẩm gọi là Light Corrector anh chị ha. Gọi là Light Corrector. Thì cái Light Corrector này đó nó sẽ anh chị sẽ tập trung vào những cái vùng mà có nhiều nếp nhăn, những cái vùng mà anh chị nhăn trán rồi nhăn chỗ này này, nhiều nếp nhăn thì anh chị đi vào. Thì cái Light Corrector đó, cái chính của nó sẽ đưa cái collagen, tại cái collagen khi anh chị thiếu hụt cái collagen thì cái da của mình sẽ bị tụt xuống đó. Thì nó sẽ tạo ra cái nếp nhăn và anh chị đưa cái Light Corrector vào thì nó sẽ đẩy cái collagen vào sâu trong cái tế bào gốc của các anh chị. Thì nó sẽ đưa nâng cái da của anh chị lên lại, nó cung cấp cái collagen thì nó sẽ đưa cái da của anh chị trở lên lại nhá. Cho nên khi nói về cái mặt đó anh chị, khi em sẽ tóm lại về phần cái mặt trước để em đi qua phần khác ha. Khi mà anh chị sử dụng cái máy Facial Spa thế hệ mới 2020 thì đối với thị trường Mỹ là anh chị nên sử dụng giống như lúc nãy em nói. Và sau đó thì anh chị nên kèm theo với những cái sản phẩm dưỡng da. Đây là những cái sản phẩm gọi là chuyên sâu điều trị. Còn lại anh chị phải kèm nó thêm một bộ sản phẩm dưỡng da như là toner rồi là kem dưỡng ẩm ngày, kem dưỡng ẩm đêm. Thì những cái đó anh chị không thể thiếu được. Anh chị dùng máy facial spa xong rồi anh chị không có dùng kem dưỡng lên, anh chị không có dùng toner vào thì da của anh chị bị khô, bị bong. Đó là chuyện bình thường. Bắt buộc anh chị phải dùng một bộ kem dưỡng da vào ha. Rồi đối với thị trường tất cả các nước khác thì anh chị sẽ có cái gel màu xanh và màu trắng giống như vậy. Thì anh chị sẽ dùng số 1 cho màu trắng và số 2 cho màu xanh ha. Số 1 cho màu trắng. Sau khi anh chị chạy số 1 thì là 2 phút. Rồi anh chị lau cái gel đi, rồi anh chị bỏ màu xanh lên, anh chị cũng chạy 2 phút. Và anh chị cũng nên sử dụng cái nước khoáng này để cho nó có cái độ ẩm tốt, để cho nó có cái sự kết nối dòng điện giữa cơ thể mình và cái máy tốt, để cho nó có thể đưa được cái sản phẩm vào trong da của mình tốt nha. Và sau khi anh chị dùng số 1 và số 2 với cái cặp gel này xong thì anh chị không cần phải đắp mask, tại vì trong này nó đã có điều trị, nó đã có những cái treatment ở trong này rồi. Nếu mà anh chị muốn đắp cũng không sao hết, nhưng mà không nhất thiết anh chị phải đáp ha. Và có nhiều anh chị hỏi là mình có đi số 4 và số 3 được hay không. Dạ được, tại vì số 1 và số 2 nó cái dòng điện nó giống như là số 4 và số 3. Cho nên nếu mà anh chị muốn đi lâu hơn, thay vì 2 phút thì thành 5 phút đó, thì anh chị vẫn có thể dùng số 4 và số 3, tại hai dòng điện này nó giống nhau nha. Rồi khi mà anh chị sử dụng những cái sản phẩm facial spa cho mặt xong đó, ở các nước khác khi mà anh chị sử dụng cái máy facial spa này thì cái Light Corrector vẫn giống nhau, chỉ có khác là khác hai cái gel này thôi anh chị ha. Thì khi anh chị sử dụng xong thì ví dụ như anh chị là da normal, anh chị nên mua thêm một bộ kem dưỡng ẩm cho da normal. Hoặc là anh chị bị nám, anh chị có thể mua thêm một bộ kem chuyên điều trị nám để mà sử dụng kèm theo. Hoặc là anh chị nào mà da dầu mà da rỗ đó, anh chị nên mua thêm cái bộ 180 để sử dụng kèm theo, để cho nó sau khi mình làm sạch da mình này nọ thì mình đưa những cái sản phẩm treatment cho da của mình, nó sẽ giúp cái quá trình thẩm thấu những cái dưỡng chất ở trong những cái sản phẩm đó đi sâu hơn, cho nên nó làm cho cái hiệu quả của anh chị nhanh hơn và rõ ràng hơn ha. Rồi sau khi đi cái này rồi thì bây giờ em muốn nói tới cái tóc trước đi nha. Em đi cái tóc trước. Vùng mắt thì anh chị có thể chạy số 5 ạ. Anh chị có thể chạy số 5 cho cái Light Corrector và vùng mắt ha. Sau đó thì mình sẽ đi vào cái vùng tóc. Anh chị thấy không, một cái máy này đó, đối với lại các cái thị trường nước khác đó, nó sẽ có một cái đầu để mà anh chị đi với lại cái tóc nó là như vậy ha. Thì khi anh chị gội đầu xong ha, gội đầu bằng một cái xà bông gội đầu xong rồi anh chị sẽ bỏ cái
xà bông gội đầu, xong rồi anh chị sẽ bỏ cái conditioner lên. Sau đó anh chị sẽ xả tóc thật là sạch, rồi anh chị lau tóc của mình cho khô. Sau khi anh chị lau khô rồi thì anh chị cứ vạch từng đường một ra. Rồi anh chị mở cái đầu này ra, anh chị xịt sát nó vào trong cái khác của tóc mình đó. Anh chị xịt sát vào ha. Anh chị cứ xịt cho nó sát vào trong cái khác á. À, cái da đầu đó, ok, xịt sát nó vào trong cái da đầu. Rồi sau đó đó thì anh chị dùng cái máy này, anh chị có thể bấm số 5. Anh chị có thể bấm số 5 và anh chị cứ như vậy anh chị đi thôi. Anh chị cứ như vậy anh chị cào giống như anh chị chải đầu của mình đó. Thì khi anh chị sử dụng như vậy đó, thì một đó là cái máy này sẽ giúp cho cái đưa cái sản phẩm này vào sâu hơn chứ không có phải chỉ nằm ở ngoài cái mặt ngoài của da mình. Và cái mà mình cần á, là mình muốn đưa cái sản phẩm này vào sâu trong cái chân tóc của mình, thì cái máy này có thể giúp anh chị giải quyết cái vấn đề đó. Hơn nữa đó anh chị, khi anh chị dùng cái lược của cái máy này, anh chị cào như vậy đó, anh chị chải như vậy đó, thì nó sẽ giúp cho mình kích thích được máu lưu thông lên trên não tốt. Thì ngoài cái việc mà nó sẽ giúp cho máu lưu thông lên thì nó sẽ thích nhân, nó sẽ nuôi dưỡng được cả cái chân tóc của mình, mà đồng thời nó cũng giúp cho mình mở được cái lỗ chân tóc ra đó. Và hơn thế nữa đó, thì với em á, những anh chị nào mà giống như là máu lưu thông lên máu không tốt thì thường thường hay bị choáng váng, hay là hay bị nè em hay bị rối loạn tiền đình đó, thì những cái này nó cũng hỗ trợ nha, nó cũng hỗ trợ cho mình đỡ máu lưu thông lên tốt thì mình cũng bị đỡ choáng váng đó. Ok rồi. Ok, đối với cái đầu thì nó rất là đơn giản. Còn một cái nữa là cho body. Ok, một chiếc máy rất là nhỏ với một cái giá như vậy mà nó có thể giải quyết thật là nhiều các cái vấn đề cho các anh chị, thì có phải là nó quá tuyệt vời không? Ok, sản phẩm dùng cho tóc thì chị cứ hỏi cái người mà giới thiệu chị vào đây đó, họ sẽ giúp cho chị mua nguyên cái bộ này, gọi là Nutrio Hair, cho sản phẩm cho tóc nha. Nutrio, rồi. Xong rồi đó, thì là tới một cái bộ nữa là bộ cho body. Ví dụ như phụ nữ của mình có cái cánh tay nó bự, những cái chỗ khác nó ok nhưng mà có cái cánh tay nó bự, thì anh chị có thể dùng cái body gel với lại cái đầu của cái body. Nó có một cái đầu dành cho body ha. Thì anh chị dùng cái body gel với cái đầu này, và anh chị cứ như vậy anh chị đẩy nó xuống. Anh chị đi ba đường chỗ này anh chị đẩy nó xuống, thì cái tay mà nó mập của mình á, nó sẽ săn đi. Hoặc là cơ thể của anh chị cũng ok lắm, nhưng mà tự nhiên cái bụng của phụ nữ của mình á, nó bự hơn, nó bự vòng 1, nó bự hơn vòng 2, vòng 2 nó bự hơn vòng 1 chẳng hạn, đúng không? Thường thường hay bị như vậy lắm. Vòng 2 nó bự hơn vòng 1, các cái những cái chỗ khác thì mình ok, nhưng mà mình chỉ muốn xử lý cái vòng 2 cho nó nhỏ hơn một chút thôi. Thì anh chị có thể dùng cái body gel anh chị bôi lên, và anh chị dùng cái máy này anh chị đánh qua đánh lại, hoặc đánh tròn tròn ở đường trước bụng chỗ mà nó bự đó, thì anh chị cứ đánh vào đó. Và anh chị có thể đánh số 4 rồi anh chị đánh lại số 3. Anh chị có thể đánh 2 lần, và anh chị có thể đánh 10 phút cho một bên, 20 phút cho hai bên cũng được, tùy theo mình có thời gian nhiều hay ít thôi. Rồi sau khi đánh rồi thì anh chị cũng massage nó một chút, rồi anh chị lau cái gel cho nó sạch. Sau khi anh chị lau cái gel cho nó sạch rồi đó, thì anh chị nhớ là mình phải bỏ cái sản phẩm gọi là Dermatic Effect này vào. Dermatic Effect nó là một cái loại lotion, anh chị sẽ không có lau nó đi nha, mà anh chị sẽ lấy ra một cục, cũng nhiều một chút nha, đừng có lấy hạ tiện quá, nó không có đủ thẩm thấu nha. Mình lấy nhiều một chút, xong rồi anh chị sẽ bỏ lên những cái chỗ nào mà mình không có thích, anh chị massage, anh chị xoa thôi. Anh chị cũng không cần phải bỏ thật là nhiều lực vào, anh chị chỉ cần xoa cỡ chừng 1 phút cho tới 2 phút thì bắt đầu anh chị sẽ cảm thấy nó nóng lên, và nó bắt đầu chích 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 chích, nó châm chích ở chỏng đó. Thì khi mà nó châm chích ở chỏng rồi, anh chị có thể ngưng, hoặc là nếu mà các chị có thể muốn thì các chị có thể xoa thêm một chút xíu nữa, tới khi mà nó chích chích mà mấy chị chịu không được nữa, hoặc là mấy chị mỏi tay quá đó thì mấy chị có thể nghỉ. Thì sau đó mấy chị mặc đồ vào là mấy chị cứ thấy nó cứ chích 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 ở chỏng đó đó, lúc đó là cái lúc mà nó sẽ burn và nó sẽ săn cái da bụng của mấy chị lại. Bản thân của Jenny sanh 4 người con và Jenny cũng dùng y như vậy. Thì hôm nay chỉ mới có 4 tháng thôi, Jenny đã lấy lại được tất cả các cái vòng bụng của mình y như hồi con gái, mặc được lại cả quần tây luôn rồi nha. Và cái tay cũng vậy, sau khi anh chị xài cái body xong đó thì anh chị có thể dùng cái này và anh chị cũng bỏ lên và anh chị cứ massage. Anh chị cứ massage. Tóm lại là cái chỗ nào mà mình có những cái mỡ dư thừa ở trên cơ thể của mình mà mình không thích á, ví dụ như vùng nơi hoặc là vùng đằng sau cái phần này của mình nè, mặc áo đầm mà sát nó cứ lòi từng cục á, chỗ nào nó lòi anh chị cứ bỏ vào đó anh chị bôi và anh chị massage.
thì nó sẽ làm xanh cái phần đó lại, thì nó sẽ lấy lại cái vóc dáng cho các chị, nó sẽ hỗ trợ nhanh hơn. Nếu mà các chị sử dụng cái bộ Tion ID cho cơ thể của mình á, mấy chị cũng nên dùng kèm theo cái này, tại vì để cho nó, mình cần những cái chỗ nào mình cần tập trung thêm á, thì mình có thể tập trung thêm vào đó ha. Rồi thì là sau khi Jenny nói xong đó, thì Jenny muốn nói thêm một cái nữa đó là cơ thể, bất kỳ phần cơ thể nào mình muốn điều chỉnh. Dạ đúng rồi, đối với mẹ mẹ sau sinh bị già, dạ, tốt chị, đối với mẹ sau sinh dùng rất là tốt, cực kỳ tốt, và hiệu quả lại càng nhanh hơn đối với những người mà không phải sau sinh, hiệu quả nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều ha. Sản phẩm bụng nó có tên là Body Gel và Dermatic Effect chị ha. Mấy cái tên sản phẩm này mấy chị có thể hỏi người upline của mình đó, hoặc mấy chị có thể nghe lại cái Zoom ngày hôm nay nha, để em khỏi phải nhắc lại, mình không có nhiều thời gian đó, em xin lỗi nha. Rồi còn một cái nữa, em nói là ở trong này ai làm nail bấm số 2 giùm em cái. Ai làm nail mà bị đau nhức vai, đau nhức tay, rồi đau nhức cổ, rồi đau nhức lưng mà đau lắm luôn á, đau đến nỗi mà cái cổ không có nhúc nhích được mà nó tê hết cả ngày đó, thì đây ha, đơn giản thôi, cũng là cái máy này cộng với lại cái đầu của body, cũng là cái máy này cộng với cái đầu của body, thì nó ngoài cái việc mà nó giúp tan mỡ thì nó còn có cái khả năng detox. Mấy chị đau cái cổ phải không, mấy chị cứ đưa lên đây, mấy chị đánh theo cái huyệt chỗ này nè, mấy chị cứ bỏ dao lên, mấy chị đánh một mình thôi, cũng không có cần phải nhờ ai đâu. Mấy chị đánh một hồi thì mấy chị sẽ thấy là máu huyết nó lưu thông, nó rần ở trên đó. Rồi những cái bả vai chỗ này mấy chị cứ để vậy, mấy chị đánh thôi. Mình không có người khác đánh cho mình thì sướng hơn, nhưng mà không có thì mình vẫn có thể treatment, điều trị được cho mình. Sau khi mấy chị dùng cái gel này, mấy chị đánh để mấy chị detox á. Detox để ngay cái chỗ mà sau lưng tai này nè. Mấy chị đặt đây nè, mấy chị cứ detox cái phần này ra. Đào thải những cái chất dơ. Thì khi mấy chị bỏ gel lên, mấy chị đánh một hồi đó, mấy chị biết không, cái gel nó chuyển sang màu vàng ố luôn, vàng mà nó ghê, nhìn dơ lắm. Thì khi mà mấy chị đẩy như vậy thì mấy chị sẽ biết là cái nó detox những cái chất dơ ở trong cơ thể của mình ra ha. Dạ, cái đầu này mấy chị có thể gọi lên công ty mua, máy nào mấy chị cũng có thể mua được hết. Mấy chị nói là tôi muốn mua một cái đầu cho body, cái đầu gợn sóng đó, là công ty nó sẽ lấy cho mấy chị ha. Rồi sau khi mấy chị đẩy detox khoảng chừng 5 phút cho mỗi cái vùng mà mấy chị muốn detox á, thì detox xong thì mấy chị lau sạch gel đi. Lau sạch gel đi rồi phải không? Mấy chị sẽ lấy cái sản phẩm nó gọi là Eye Dancer. Eye Dancer phải không? Mấy chị bỏ ra một phần rồi mấy chị, nói chung tại vì em tóc tai nó lủng thủng thôi, mấy chị bỏ lên mấy chị massage. Massage qua, massage lại, massage bên này, massage bên kia, cứ vuốt vậy này mấy chị. Đó, rồi vuốt vô những cái chỗ này này. Chừng 3 phút tới 5 phút thôi là em nói mấy chị nhẹ y như lên thiên đàng. Giống như ba mẹ mình hay nói làm xong mà nó nhẹ quá, nó sướng quá, mình hay nói trời nhẹ như lên, nó nhẹ mà nó sướng lắm, nó không còn biết đau nhức tê nhức là cái gì nữa hết nhá. Thì đó là cái sản phẩm mà có thể hỗ trợ cho các anh chị ở trong ngành nail của mình. Một lần dạ, cái này gọi là Eye Dancer. Dạ, Eye Dancer ha. Chị bôi ở dạ, chị bôi ở chỗ nào đau, chị bôi lưng chị đau, chị bôi tay chị đau, chị bôi chỗ nào chị đau thì chị bôi, chứ không phải chị dùng để làm pedicure ở dưới cái bắp chân nha. Tức là cơ thể chị chỗ nào bị đau nhức, bị tê, bị giãn, bị căng cơ đó, cơ của mình bị căng quá, như mình ngồi mình làm việc máy tính như vậy nè, cũng bị căng quá những cái cơ chỗ này, thì mấy chị có thể bôi vào là nó có thể giúp mấy chị giãn cơ, và dùng cái máy mình đánh thì nó sẽ giúp giãn cơ nhanh hơn, và nó sẽ giúp sản phẩm thẩm thấu tốt hơn nữa, cho nên là nó sẽ hết rất là lẹ. Thì một lần nữa đó anh chị, với một chiếc máy facial spa như lúc đầu em đã nói đó, với cái giá thành như vậy mà nó có thể làm cho các chị của mình đẹp trên từng đường nét trên gương mặt của mình, đẹp trên từng góc cạnh ở trên gương mặt của mình. Ví dụ như mắt sạch, mấy chị có thể nâng mắt lên, chỗ này nó bị chảy xệ, mấy chị có thể làm cho nó gọn lại trở thành V-line hơn. Chỗ này nó bị bùng ra, mấy chị có thể làm cho nó xanh lại. Rồi trán mấy chị nhanh, mấy chị cũng có thể ủi cho nó thẳng. Mắt mình nhanh, mình cũng có thể làm cho nó thẳng. Thì em hỏi mấy chị chứ, một chiếc máy như vậy với cái giá như vậy mà có thể làm được những cái chuyện mà cả cái thẩm mỹ viện nhiều khi còn không có làm được, không có an toàn và không có làm được nữa, thì nó xem với lại mình đi thẩm mỹ viện mình trả rất là nhiều tiền, còn đối với một cái máy như vậy thì nó quá là rẻ đi đúng không chị, và nó rất là an toàn, mình có thể làm ở nhà. Rồi em nói về một cái phần nữa là phần thời gian, mấy chị nói trời ơi làm cái máy facial mất 15-20 phút. Em hỏi nè mấy chị, mình đi ra
một cái spa nào đó để mấy chị làm mặt facial, mấy chị cũng mất ít nhất 1,5 tiếng đồng hồ, đúng không ạ? Mà ở nhà mấy chị chỉ dùng cái máy này có 20 phút thôi, nó một tuần 3 ngày như vậy, nó làm cho mấy chị đẹp trên từng góc cạnh trên gương mặt của mình, đẹp trên từng đường nét góc cạnh của mình, mà nó so với lại mấy chị đi spa thì nó còn rẻ hơn rất là nhiều, đúng không? Mình đi ra spa mình cũng phải nằm ngoài đó 1,5 tiếng đồng hồ, chưa tính thời gian đi thời gian về, thì nó đâu có mất bao nhiêu là thời gian của mình đâu. Mà không những như vậy, mấy chị mua một cái máy này thôi, mấy chị có thể treatment từ trên đầu xuống tới dưới gót chân luôn, từ tóc rụng cũng không cũng có thể hỗ trợ. Tức là cái máy này nó có thể giúp cho các chị đẹp lại, và nó có thể hỗ trợ giải quyết cho các chị về tất cả những cái vấn đề ở trên da của mình. Ví dụ như bị nám chẳng hạn, mấy chị muốn dùng sản phẩm để trị nám có hiệu quả, mấy chị cũng cần phải làm sạch và cần cái máy này để cho nó giúp sản phẩm thẩm thấu tốt hơn, để cho nó tăng cái hiệu suất của cái bộ sản phẩm trị nám lên. Rồi ví dụ như da của mấy chị bị rỗ, bị thẹo chẳng hạn, thì mấy chị cũng dùng cái máy này để nó làm sạch và nó tăng cái hiệu quả của cái bộ trị rỗ, trị nám lên, trị rỗ, trị da dầu, trị thẹo lên. Đó, cho nên là đặc biệt là lão hóa cái chị, đặc biệt là mình qua tuổi 35 rồi, mình bị lão hóa, mình bị nếp nhăn, mình bị chảy xệ, thì cái máy này là the best, là cái tốt nhất để mấy chị có thể làm cho mình trẻ hóa lại, nâng cơ mặt của mình, giải quyết những cái vết nhăn, lấy lại cái gương mặt thon gọn xinh xắn của cái thời 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 đẹp nhất của mình ha. Mình sẽ lấy lại cái góc cạnh, cái sự xinh xắn nhất, cái khuôn mặt đẹp nhất ở cái thời mặt đẹp nhất, thanh xuân nhất của mình sẽ lấy lại được. Cho nên với một chiếc máy như vậy thì cái giá thành đó rẻ hay mắc nhá. Một lần nữa em cảm ơn anh Văn, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn Thím Lý Trinh Nguyễn rất là nhiều. Tóm lại là cái chiếc máy Facial Spa thần kỳ này nó được thiết kế với lại cái công nghệ mà vi sóng sinh học siêu tần, tức là dùng cái dòng điện sinh học rất là an toàn của chính cơ thể mình để đẩy những cái dưỡng chất trị liệu có mục tiêu vào sâu ở dưới da với cái số lượng, chất lượng và cái tốc độ rất là cao. Nó giúp cho sửa chữa những cái khuyết điểm và cải thiện làn da. Cái thiết bị nhỏ gọn này nó rất là hiệu quả, nó có thể kết hợp với công nghệ và các cái biện pháp trị liệu khác đã được kiểm chứng. Nó giúp tạo cho da mặt, tóc và cơ thể có thể nói là từ đầu đến chân giống như Thím Lý Trinh Nguyễn vừa rồi chia sẻ, trẻ đẹp và khỏe mạnh theo mong muốn của tất cả chúng ta. Một số người còn tin rằng là Facial Spa còn có cái dụng là tác động rồi thải độc rồi điểm huyệt đạo ở trên mặt, đầu, cổ hoặc là vai gáy. Tuy là tập đoàn Nu Skin không có tuyên bố về các công dụng này.